Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Trader Fun. Hôm nay á, mình lại sẽ tiếp tục làm recap cho anh em những cái lệnh mình vào của cái phiên đầu tuần thứ hai ngày hôm qua ấy, ngày 20 tháng 11 đó. Ok. Thế thì mình sẽ trước khi vào nhận định ý, mình sẽ nói qua là cái plan giao dịch hôm qua mình vừa chia sẻ với anh em trong buổi live stream lúc 12 giờ trưa hàng ngày đấy anh em, trong cái bản tin Forex ấy. Ok, và ở tiện đây mình cũng nói luôn là anh em nào ấy mà buổi trưa có thể tranh thủ rảnh xem lại cái live stream của mình ý, thì có thể nắm bắt được những cái xu hướng, những cái hướng đi mà mình có thể phân tích những cái plan giao dịch ý, mà nó có khả năng khả thi xảy ra nhất đối với những cặp tiền hoặc những cái cặp chỉ số hàng hóa mà anh em quan tâm muốn giao dịch. Thì anh em có thể đón xem cái bản tin live stream của mình lúc 12 giờ trước hàng ngày. Và hàng ngày mình có thể live trong vòng khoảng 1 tiếng từ 12 giờ đến 13 giờ chiều em nhá. Còn như bình thường thì có thể là anh em những cái hôm nào mà có những cái tin tức nó sống động, nó liên quan đến lãi suất ý, thì mình sẽ live có thể dài hơn một chút. Hoặc những hôm nào mà sóng yên biển lặng ý, thì có thể là ngắn hơn anh em nhá. Ok rồi. Thế thì trên đây mình đánh cặp EU ý, thì mình sẽ phân tích cho em cái plan hôm qua mình có chia sẻ với anh em này. Ok anh em nhá, thì trên mình là chạy EU M15 nhá. Thì cái con sóng EU lúc này nó đang là một sóng tăng, em thấy không, nó đang đi lên này, đi xuống này, lên xuống này, và lên này lột phá cái major high này đúng không nhá, và nó tăng tiếp. Thì lúc này nó có một cái nhịp, nó về đây là pullback, nó lấy cái inducement này, nó confirm cái high mới trên đây của 15 em nhá. Nhưng mà lúc này nó đang là ở phiên á thì thôi, mình kệ nó thôi, để cho nó chạy vào mình đặt cảnh báo thôi. Và mình có phân tích hôm qua, mình share cho anh em hai cái plan khả thi mà con EU này có thể xảy ra trong cái buổi chiều ngày hôm qua vào phiên London. Đó chính là sau khi thằng cái con EU này nó lấy được cái instrument chỗ này đúng không, thì có khả năng nhá, giá nó có thể vòng lên đúng không, nó phá, nó BUS thẳng qua cái đỉnh này và nó thực hiện một cú gọi là hoàn thành BUS hợp lệ, được chưa anh em? Ok. Hoặc giá sau khi nó lấy được instrument chỗ này đúng không, và bên dưới đây này nó còn cái vùng POI bên dưới đây, dưới đáy phiên áo nó thanh khoản này, và dưới đây nó trùng với vùng DCC POI này, có thể nhá giá nó phải vòng tiếp về đây, nó khai thác cái khối order block này hay còn gọi là POI này, sau đó nó mới vòng lên anh em nhá, nó mới vòng lên tiếp tục hoàn thành order hoàn thành BUS hợp lệ. Hoặc có thể cái plan thứ ba là nó về sâu dưới cái vùng extreme này đó, và sau đó nó mới đi lên, được chưa anh em? Ok, nhưng cái plan mà nó về sâu cái vùng extreme này thì mình nghĩ khả năng nó sẽ xác suất nó thấp hơn so với hai cái plan này anh em nhá. Hoặc là giá cũng có thể về, nhưng mà không có gì chắc chắn trong thị trường này đúng không anh em? Ok. Thì đấy là những cái plan. Và hôm qua mình cũng đưa một cái nhận định nữa, đó chính là có thể nhá giá nó lại vòng lên đây, từ đây nó sweep cái đỉnh này, cái đỉnh phiên á nó trùng cái major high này, và sau đó nó lại vòng về tiếp, nó mới khai thác cái khối này. Thì maximum anh em target đánh counter, sell counter là lên cái POI decision này em nhá. Nếu giá lên, mình anh em canh đặt cảnh báo chỗ này này, cái đỉnh phiên á này trùng với cái đỉnh major high M15, nó có cảnh báo là lên tới đây nó sweep đồ lọc, nó quét dâu qua ấy, thì mình có thể canh một lệnh bán xuống sell counter trong ngắn hạn, được chưa anh em? Nó không đồng đến thân đến qua nhá. Đó. Ok anh em. Đó, thì đấy là những cái plan khả thi. Được chưa anh em? Rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi vào phân tích và cho nến chạy xem giá nó chạy như nào nha anh em nhá. Tùy cơ ứng biến thôi. Ok, là bây giờ đang trong phiên A, mình để cho nến chạy nhá. Xem plan nào kích hoạt. 15 giờ thì bắt đầu phiên London, đúng anh em, bắt đầu vào phiên London này này. 15 giờ này. Ok, và giá vẫn nằm trong phiên Á nhá, thì anh em đừng có giao dịch gì cả. Vì đỉnh đáy phiên Á là thanh khoản mà. Ok, là anh em này có khả năng cái plan thứ ba ấy là giá lên đây nó sweep cái đỉnh này. Em để ý này. Sweep cái đỉnh này. Đúng không?
xem phản ứng giá như nào nha. Mình xuống M1 mình có thể xem, mình xem phản ứng giá như nào. Nó lên nó sweep và đóng nến đúng không? Ok, và lúc này nhá, nếu chốc thì chốc M1 nó sẽ ở dưới đây em nhá. Ok, và bên mình canh mỗi hình chốc xuống thôi, xem có mỗi hình không. Ok anh em này, quay lại M15 một chút. Em để ý này, cái cây nến này nó đóng nến, nó lại sweep tiếp cái cây nến lên cái đỉnh nến kề này đúng không? M15, cây nến M15 nó quét thanh khoản tiếp rồi này. Sweep, nó sweep dâu liên tục ý. Thì đây có khả năng cái tín hiệu nó đảo chiều. Anh em có thể bán một lệnh, bán một lệnh counter, sell counter trong ngắn hạn chỗ này nhá em nhé. Đây sell counter, ít nhất là target maximum là về đến cái PY này, cái gọi là DCPY em nhé, hoặc là đến cái đáy phiên á này làm target cũng được, được chưa anh em? Ok, đây là mình nói là mắc target nhé, tại vì anh em xu hướng lúc này nó đang xuống tăng, anh em thấy không, nó đang xuống tăng và có nhịp điều chỉnh về, nó lấy được indicement này rồi, khả năng nó sẽ tăng lên tiếp anh em nhá. Đó, còn ở trên đây nó mình thấy có tín hiệu là ship cái đỉnh này này, thì mình có thể canh bán xuống trong ngắn hạn, mình dùng từ ngắn hạn không phải là dài hạn nhá, trong short tầm đấy không phải là trong long tầm đâu, được chưa anh em? Ok, thì bên xuống M1 canh mỗi hình chốc xem giá phản ứng như nào nhá. Và anh em để ý này, ở đây nó là một cái vùng order flow em nhá, và bên dưới đây nó là một cái vùng order block chưa mitigate, em thấy không? Ok, và anh em có thể để ý là xuống tới đây nếu mà nó phá qua cái order block này, nó chính là chốc đảo chiều của chúng ta, được chưa anh em, đồng ý không? Ok, và ở bên trên vùng này hôm qua mình nhận thấy ở đây là một cái vùng order block chưa mitigate này, đó nó có một khoảng imbalance hợp lệ đúng không? Thế thì mình nhìn cái xu hướng M15 này, anh em để ý nhá, M15 nó sweep dâu, nó đảo chiều liên tục, à nó sweep dâu, nó quét đỉnh liên tục này, là mình nghĩ là khả năng đảo chiều cao. Và hôm qua nhá, mình ấy nhìn cái mô hình này, nếu mình tính trong đầu ấy, mình nghĩ là nếu mà giá nó có thể phá qua này, nó một phát nó phá một các cái single leg này qua luôn đúng không, thì khả năng nhá, đây chính là chốc và mình cần giá build indicement trước khi mình entry ở cái khu order block ở bên trên này, giá vòng về khai thác và mình có thể entry ở bên trên cái vùng này, được chưa anh em? Nhưng nha anh em nhá, nếu cái trường hợp thứ hai ấy, giá nó về đây nó chạm cái vùng này và nó tạo cái vùng flip zone ấy, cái bài flip zone entry module mà mình vừa làm ở trong cái khóa học cái hôm chủ nhật vừa rồi, anh em có thể xem lại. Giá có thể tạo vùng flip zone và sau đó nó phá lên, nó chốc, nó phá qua cái đáy này, nó tạo chốc ấy, thì đây gọi là chốc kết hợp flip zone em nhá. Thế thì cái flip này này nó có thể nhá, nó có thể build indicement và anh em canh bán ở cái vùng flip, cái vùng chốc này được, hoặc giá lúc này nó có thể lên tới đây, nó khai thác cái khối order block này em nhá, và sau đó nó tạo vùng flip ở chỗ này này và nó phá xuống, nó tạo chốc chỗ này em nhá. Thì cho nên hôm qua mình quyết định mình gọi là aggressive entry, gọi là entry theo kiểu gọi là hung hăng đấy, hung hãn, mình quyết định mình limit một lệnh ở đây em nhá, mình limit sẵn một lệnh ở đây tránh trường hợp bị miss lệnh. Vì anh em có thể theo dõi là cả cái tuần trước vừa rồi ấy, mình CEA nên là mình bị miss những cái lệnh nó rất là đáng tiếc, nên hôm qua mình quyết định mình aggressive, mình break entry ở đây một lệnh em nhá, chấp nhận rủi ro ở đây một lệnh và mình vẫn target 3R trên đây TB 3 pip em nhá. Đây anh em xem phản ứng giá như nào nhá. Mặc dù ở đây là nó chưa chốc anh em nhá, nhưng mà mình nhìn cái xu hướng M15 này này, mình thấy nó sweep dâu liên tục này này anh em này, nó sweep đỉnh viên á này trùng với đỉnh major 2 M15 này, cộng với cả nó sweep nến liên tục này, nên là nói chung là cái cách này là mình không khuyến cáo anh em làm theo mình, tại vì ở đây nó chính là một cái giống kiểu cái cảm nhận thị trường của anh em ấy. Giống như anh em đánh đến một cái thời gian, một cái mức độ nào đấy mà anh em có thể kiểu cảm, tức là cái kiểu anh em có thể nhiều nó hình thành một cái phản xạ của anh em ấy. Mình cái chỗ này mình cũng không biết là mình giải thích thế nào với anh em cả, nhưng mà
cái lệnh này coi như là mình risk entry anh em nhé. Đó, thì như bình thường anh em phải đợi cái mô hình chốc ở chỗ này này, nó chốc qua cái đáy này đúng không, và nó build inducement đúng không, và nó quay về nó mitigate thì mới đúng bài, đúng mô hình đúng không. Nhưng mà anh em phải hiểu cái chỗ này, mình cố gắng giải thích cho anh em hiểu là cái hôm qua cái nhận định của mình trong đầu của mình lúc đó là nó là như thế, được chưa anh em? Thì anh em xem phản ứng giá như nào nhé. Đó, giá lên đây nó khớp cái lệnh này của mình anh em nhá. Đó, còn hôm qua nhá, nếu mà anh em làm mà muốn CA bằng cái nến Scott hay là nến Single Mitigation ấy, thì có thể là sau khi cái nến này đóng nến tạo đáy này tạo đỉnh này thì có thể là entry lại một lệnh ở đây. Có nhiều cách entry lắm anh em. Đó, và mình cũng hướng dẫn hết trong khóa học rồi. 3 được. Anh em nhá. Có thể là thế, còn hôm qua mình đặt limit một lệnh ở đây. Được chưa anh em? Và xuống tới đây, mình xuống tới phần chốc này mình sẽ quản lý lệnh này. Anh em nhá. Đó. Và có khả năng nhá, nếu mà xuống nó về đến phần chốc này nó có phản ứng chỗ này đúng không? Có thể lên tới đây, nó đá lên tiếp bởi vì nó lấy được inducement chỗ này rồi. Đúng không? Và xu hướng lúc này M1 nó vẫn là xu hướng tăng mà. M1 lúc này vẫn là xu hướng tăng. Cái phân tích cái cấu trúc M1 cho anh em xem. Em nhá, cái chỗ này này, M1 đang là xu hướng tăng tại vì giá nó lấy được inducement chỗ này rồi này. Và nó thực hiện BUS lên chỗ này. Đó. Hôm qua mình phân tích chỗ này và đây sau khi BUS thì đây chính là cái inducement của nó và xuống M1 lúc này nó vẫn đang xuống tăng này. Nó đi lên từ đây và đi xuống, đi lên và có nhịp vòng về thì đây chính là cái inducement anh em nhá. Nhưng nó sweep cái đỉnh major 2 rồi thì đây mình tính đây là chốc. Được chưa anh em? Ok. Đó. Và cái major low ấy, lúc này nó đang ở dưới đây này của M1 ấy. Đó, đây này. Thì mình nghĩ là mặc dù sell là sell counter đúng không? Mình tính là mình sẽ đánh một nhịp trong ngắn hạn tại vì M15 nó phát cái tín hiệu đảo chiều rồi. Cho nên khả năng mình xuống M1 mình risk entry kiểu đấy là trên cơ sở là như thế anh em nhá, chứ không phải là mình vào bậy đâu anh em. Ok anh em, được chưa? Rồi anh em xem phản ứng giá như nào nhá. Đó, anh em thấy TB nhanh không? Quá nhanh đúng không? Đó, thì cái kết quả mình có thể để đây cho anh em xem nhá. Đó, hôm qua mình cũng có đăng lên trên nhóm anh em, cái lúc khoảng 17 giờ chiều này mình có đăng lên nhóm, mình bảo là M15 mà sweep đỉnh ấy. M15 sweep đỉnh ấy thì anh em nên làm gì rồi đấy? Mình đăng trong nhóm Discord ấy thì có một số anh em bảo là bắt được những cái lệnh này, hoặc một số anh em bảo đang xem video có thể miss cái lệnh này. Đó anh em nhá. Thì cái lệnh này mình khuyên các anh em là nếu mà anh em đánh lâu lâu rồi anh em có thể cảm được thị trường nhìn thấy M15 nó phát những cái tín hiệu có thể đảo chiều rồi này thì anh em có thể xuống M1 anh em CE luôn em nhá. Ok rồi, thì cái lệnh này cũng là cái lệnh mà mình đánh trong phiên chiều hôm qua, phiên London, được chưa anh em? Và mình nghỉ luôn đến phiên mình chờ đến phiên New York buổi tối xem có phản ứng giá như nào thì mình đánh em nhá. Ok rồi, xem phản ứng giá này. Mình chờ vào phiên New York lúc 20 giờ em nhá. Và em để ý nhá, cái chỗ này này, hôm qua nhá mình nhìn thấy này, cái phiên Á tăng rồi đúng không, phiên Úc này, phiên London này này, nó sweep đỉnh này này đúng không, thì khả năng mình nhận định là đến cái phiên New York giá nó cũng có thể là giảm trong ngắn hạn anh em nhá. Đó, cho nên là hôm qua mình chỉ canh bán xuống tại cái phiên New York này thôi. Và lúc này mình vào phiên rồi mình xem có phản ứng giá như nào. Được chưa anh em? Anh em để ý này, cái cấu trúc của nó ấy. Đó chính là bây giờ ấy, nó có thể là mình mắc target đúng không? Mắc target là đến cái đáy, tức là đến cái POI decision này. Nếu mà mình sell counter trong ngắn hạn đúng không? Mắc target nhá, không phải mình nói là target đến đây đâu. Có thể giá có thể sập xuống hoặc có thể giá về đến đây, nó lấy đủ thanh khoản rồi nó đi lên tiếp luôn theo chiều Protrend. Được chưa anh em? Đấy là mình chỉ nói là cái vùng target xa nhất anh em có thể target. Được chưa? Ok. Rồi thì bây giờ mình để ý này, Tại cái phiên New York này, mình cái plan của mình là lúc mà mình vẫn muốn bán xuống tại vì giá nó sweep đỉnh M15 major 2 rồi. Được chưa anh em? Thì lúc này mình xuống M1 xem ra phản ứng như nào nhá. Và phân tích qua cái cấu trúc M1 cho anh em xem này. Em cứ thì để ý là cái cấu trúc M1 nhá, giá về tới đây này, nó lấy được cái inducement đúng không, và ở đây nó thực hiện nó sweep cái đáy này em nhá. Ok, thì
sau khi nó lấy instrument ấy thì cái chỗ này này, bên trên anh em để ý này. Đây. Cái chỗ vùng bên trên đây. Nó lấy instrument tiếp theo này. Đó, và bên dưới đây này. Em để ý cái chỗ này là nó sweep liên tục. Sweep đáy liên tục nhá. Đây, low nó quét qua liên tục này. Nó cho thấy cái tín hiệu là chiều cùng một khả năng cao nhá, đúng không? Ờ, và em để ý nhá. Nếu nó sweep chỗ này ấy, đúng không? Thì mình vẫn tính có thể tính lại instrument chỗ này được, tại vì nó chưa chạm vùng POI nào cả, đúng không? Ok, thì lúc này nhá, nó lấy instrument chỗ này rồi ấy, thì cái chỗ vùng trên đây này nó chính là cái major 2 của vùng 1, đúng không? Vì chỗ này nó đã BS qua rồi. Được chưa anh em? Đó. Ok. Và cái instrument nhá, anh em thấy thì cái chỗ này, vùng này mình lấy instrument ý, khả năng là nó không chính xác bằng cái vùng trên đây đâu. Tại vì cái instrument chỗ này này, nó giá nó có nhịp nó đi về đây này, nó lấy instrument bên trên này và bắt đầu nó muốn đi xuống, đúng không? Nhưng về đến đây nó gặp cái vùng cản, nó sweep dâu này, nó chưa đóng nến qua ấy, thì có nghĩa là chưa hoàn thành BOS hợp lệ, cho nên là giá vẫn có nhịp nó điều chỉnh đi lên. Thế là anh em thấy không? Thì chứng tỏ là cái vùng instrument ở đây nó sẽ hợp lý hơn cái vùng instrument ở bên dưới này em nhá. Ok rồi, và em để ý là phân tích cấu trúc M1 nhá. Cái major 2 ở đây, đúng không? Major low lúc này nó đang ở bên dưới đây. Đó anh em nhá. Và lúc này giá nó phá qua cái đỉnh major 2, nó confirm xuống đảo chiều từ giảm thành tăng của M1 trong ngắn hạn anh em nhá. M1 nó trong ngắn hạn thôi, nó chốc đảo chiều liên tục anh em ạ. Ok chưa? Và cái chỗ này nhá, nếu mà sau khi nó phá qua cái major 2 rồi, đúng không, thì lúc này mình sẽ tính là như nào? Cái chỗ này lúc này mình sẽ tính là chốc trong ngắn hạn tạm thời của M1, anh em được chưa? Ok nhá. Và lúc này sau khi giá nó chốc thì cái instrument của M1 xuống tăng này, trong ngắn hạn này, đúng không, nó sẽ nằm ở dưới đây, nó trùng với cả cái đáy phiên đáy của cái M1 Eternal này, M1 đây này em nhá. Và sau đó nó có nhịp nó về, nó lấy instrument và nó BOS lên trên đây, em thấy chưa? Ok, và sau đó giá BOS tiếp thì cái instrument mới nó sẽ dịch chuyển ra đến đâu? Em để ý này, lúc này nó sẽ dịch chuyển ra đến cái vùng sau khi giá nó phá cái đỉnh này, đúng không, thì cái instrument mới nó dịch chuyển ra đến cái vùng này rồi em nhá. Rồi, và có cái nhịp sóng nó đi lên tới đây này, nó quay về nó lấy instrument, đúng không, và nó tăng lên tiếp, em thấy không? Và em để ý nhá, sau khi nó lấy instrument, đúng không, thì nó lên tới đây cái đỉnh này, nó sweep dâu qua này, nó, anh em thấy chưa, đóng nến qua chưa, và lên tới đây tiếp, anh em thấy nó sweep dâu qua không? Đó, em thấy chưa? Ok, và anh em để ý này, cái M15 nhá, mình thấy có nhịp là nó quét dâu của cái cây nến liền kề này. Đó, cái vùng này này. Thì mình xuống M1, mình xem mỗi hình chốc. Anh em hiểu mình nói không? Tại vì mình, cái plan của mình vẫn muốn là bán xuống theo chiều M15 này này. Được chưa anh em? Rồi, thì bây giờ xuống lại M1. Mình canh cái mẫu hình chốc của M1 sau khi M15 phát ra tín hiệu có thể đảo chiều anh em nhá. Rồi, thì bây giờ này, em để ý này, cái xu hướng của M1 lúc này nó đi như này. Xuống tới đây, lên tới đây nó chốc, đúng không? Và nó BS lên tới đây tiếp, nó vòng về, nó lấy instrument rồi, và nó đang muốn đi lên, đúng không anh em? Nhưng M15 nó phát tín hiệu là có thể đảo chiều bán xuống, M1 nó chỉ tăng trong ngắn hạn này thôi. Được chưa anh em? Thì mình canh cái mẫu hình chốc ở đây là gì? Em có thể để ý này, cái chỗ này nó chính là cái mô hình chốc. Xuống đây nó chốc này em nhá. Em thấy không? Và lúc này cái major 2 của M1 nhá, sau khi nó sweep đỉnh ấy, nó chuyển chuyển dịch lên tới đây rồi em nhá. Còn cái major low của M1 ấy, sau khi nó BOS này thì nó vẫn nằm ở đây em nhá. Được chưa? Đấy, và cái trading range của M1 nó đang nằm trong khoảng này em nhá. Ok, và M1 lúc này vẫn đang là đang tăng, nhưng M15 nó phát tín hiệu chốc, phát tín hiệu đảo chiều rồi ấy. Thì mình xuống đây mình canh mẫu hình chốc, mình bán xuống. Được chưa anh em? Và em có thể để ý này, đây chính là cái mẫu hình chốc sweep instrument này, chốc sweep liquidity này. Em để ý cái chỗ này này, giá đi lên tới đây, đi xuống, đi lên, đúng không? Nó lên tới đây, cái đỉnh này nó sweep cái
em thấy cái dâu dâu nến này này, nó quét dâu qua cái vùng này không, và sau đó có những đi xuống nó phá qua cái đáy gần nhất này này, nó tạo chốc này này, thì đây chính là cái mẫu hình chốc sweep liquidity em nhá. Đây mình có thể vẽ cái mô hình đơn giản cho anh xem này. Mình đã hướng dẫn em trong khóa học hai cái mô hình chốc mà mình nói trong cái khóa học SMC rồi đấy. Đó, và em có thể canh bán ở cái vùng order block ở bên trên này, entry được em nhá. Nó lấy liquidity rồi ấy, thì anh em không cần build investment nữa, được chưa nhá. Đó, và em để ý này, cái vùng này đây chính là cái order block mà chúng ta có thể rig entry được, tức là limit được tại đây mà không cần CE nữa em nhá. 3R được chưa anh em, và target mình có thể target 3R như mọi lần, được chưa anh em, và hoặc mình có thể target xa nhất là đến cái về đến cái PY này khoảng 8R, nhưng mình đánh scalp rồi mình đánh là khoảng mình cứ target 3R, còn tùy anh em thôi nhá, được chưa anh em. Ok, và mình xóa cái mô hình chốc này đi, được chưa. Cái mô hình chốc này là chốc sweep liquidity và không cần build decimal anh em nhá. Anh em có thể xem lại cái bài hai cái mô hình chốc đảo chiều phổ biến mà mình có làm trong khóa học, mình có thể để link để anh em có thể xem lại em nhá. Và hôm qua nhá, mình có thể rig một lệnh ở đây, hoặc anh em có thể đợi giá về đây nó có phản ứng chỗ này, anh em CE bán xuống, được chưa anh em. Ok này, ok, giá khớp lệnh này đúng không anh em. Rồi đó, và anh em để ý nhá, xuống tới đây cái major low này, mình sẽ major low của trụ internal là mình sẽ quản lý lệnh, được chưa anh em. Đó, giá hit TP anh em nhá. Ok, và anh em để ý nhá, nếu mà anh em mình nào mà muốn CE tại cái mô hình này, anh em có thể đợi về đợi giá đóng nến tạo đỉnh này này, đúng không? Anh em có thể CE một lệnh như này. SL anh em đặt trên đây thôi. Anh em có thể tăng tỷ lệ R lên, đúng không? Target thì vẫn có thể xuống tới kia, hoặc là xuống được cái đáy major low M1 này, hoặc xuống hẳn cái PUI vùng bên dưới này anh em nhá. Đó. Còn cái trường hợp nhá, hôm qua mình nói rồi, cái vùng này này, mình nói là anh em để ý này, cái chỗ này này, mình nói với mình chưa nói cái chỗ vùng này, mình nói cái chỗ cái lệnh nút chiều này, nếu mà anh em trường hợp anh em canh cái mô hình chốc flip zone chỗ này đúng không, đây em để ý này, giá đi lên tới đây này, đi xuống đúng không, nó gặp cái vùng demand này, hay còn gọi là cái vùng order flow này đúng không, bên dưới là order block này, có thể order flow trước, nó được ưu tiên trước đúng không, và nó đi lên tới đây nó có một chút cái phản ứng nhỏ nhỏ ở đây, và sau đó sập xuống nó tạo chốc chỗ này đúng không anh em, thì đây chính là cái vùng flip zone này, anh em này, em để ý không, và em để ý này, mình bóp là mình bóp cái order block của nó trên đây anh em nhá, còn cái order flow của nó anh em để ý này, đây chính là cái order flow này, anh em thấy cả cái vùng này không, hoặc có thể bóp thẳng về cái vùng nhỏ nhỏ ở bên trên này này, đây em để ý cái chỗ vùng này nó có cái imbalance chỗ này không, nó chịu mitigate không, đây order flow đây, và bên trong đây chính là order block. Đây em thấy không, nếu mà anh em bóp đặt lệnh ở order block này thì anh em bị mít lệnh, còn em nào mà CE tại vùng order flow này thì em ok, anh em để cái chỗ vùng này nó có vùng imbalance không, nó chưa bị mitigate không. Đó, cho nên là ấy, nếu anh em hôm qua ấy, mình nói rồi cái lệnh này là mình gọi là aggressive entry nhá, còn nếu anh em nào entry theo cái mô hình flip zone ấy, đây chính là một cái mô hình flip zone này, anh em này, đó giá nó đi lên, nó đi lên này, nó build một cái vùng demand đúng không, và sau đó nó sweep cái đỉnh major 2 này, và sau đó M15 phát tín hiệu có thể đảo chiều em xuống M1 CE cái mô hình, một là giá phá thẳng qua đây nó không tạo vùng flip này, thì anh em phải đợi giá build inducement và anh em bán, đợi giá lên này là mitigate và anh em bán xuống đúng không. Còn cái trường hợp thứ hai, giá nhá, nó về tới đây nó build, nó chạm cái vùng demand này đúng không, và nó có phản ứng nhỏ ở đây này, nó phi xuống đây, nó tạo cái vùng flip zone chỗ này, và ở dưới đây là build investment này, em thấy investment chỗ này không, đây chính đây chính là cái investment của nó này, thì anh em có thể rig một lệnh trực tiếp tại đây luôn em nhá, đặt L ở trên đây
Được chưa anh em? Đó. Và em target cũng có thể 3R thôi. Hoặc anh em có thể target xa hơn, đến maximum đến đây. Còn mình đánh scalp mình đánh 3R. Được chưa anh em? Thì cái lệnh này, nếu mà cái lệnh này mình không rig ở đây đúng không, thì mình vẫn canh cái mô hình chốc cộng flip zone and cộng inducement chỗ này, mình bán số như cái bài mình hướng dẫn cho anh em trong cái bài gần nhất ở trong khóa học này, cái bài 14 ấy anh em nhá. Link mình có thể để anh em xem lại cái mô hình để cho anh em, và mình cũng có ví dụ trong bài đấy rồi đấy anh em nhá. Đấy, và đây cũng chính là một cái ví dụ của flip zone này anh em ạ. Ok chưa? Ok. Và hôm qua hai cái lệnh này mình cũng là kết thúc của cái lệnh của mình qua. Hôm qua mỗi một phiên mình vào một lệnh em nhá. Phiên này vào lệnh, hôm qua mình bảo hên hai phiên TP cả hai em ạ. Phiên này phiên Âu mình vào một lệnh, phiên Mỹ mình vào lệnh. Được chưa anh em? Rồi, thì anh em xem phần giá như nào. Và anh em thấy không? Sau khi nó TP cái lệnh này của mình và sau đó nó phá thẳng lên, nó tạo BUS chỗ này. Bot 15 em ạ. Đó, cho nên là mình bảo cái chỗ này giá chưa chắc nó về cái vùng này đâu. Vì xu hướng lúc này nó đang là xu hướng pro chain, là xu hướng tăng mà. Còn anh em này counter chain anh em chỉ đánh trong ngắn hạn thôi anh em nhá. Target gần thôi. Được chưa anh em? Ok, và đấy cũng là những cái lệnh mình vào ngày hôm qua. Và tới đây mình cũng xin kết thúc video. Và mình cũng nói luôn là anh em nào mới tham gia kênh ý, thì anh em có thể tham gia cái nhóm Discord, mình để link mời ở cái phần mô tả. Hay là anh em có thể click vào đó, anh em tham gia vào đó. Và anh em có thể vào trong đó, anh em học tập trao đổi cùng nhau phát triển, cùng nhau bàn bạc, bàn thảo luận những cái mẫu hình, những cái kiến thức mà mình có thể chưa hiểu hay gì đấy, anh em có thể vào đấy giải đáp được hết anh em nhá. Ok, chào anh em nhá.